Can you blow my whistle, baby? Chào quý cô chú anh chị, rất là vui gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trong video ngày hôm nay của em. Thì hôm nay thì sẵn anh em đang trên quá trình tháo ra để mà phủ gầm cái xe này là xe Hyundai Santa Fe 7 chỗ bên em. Cho nên sẵn thì em quay cho quý cô chú anh chị xem về một số phần gầm của xe này luôn. Thì đầu tiên về cơ bản thì xe này được trang bị là phanh tay điện tử, cho nên nó có một cái motor ở dưới gầm ngay chỗ cụm phanh chúng ta. Để khi mà chúng ta kéo phanh tay thì cái motor nó sẽ hoạt động và nó ép cái bố thắng lại để giữ khi mà chúng ta đổ xe. Thì đối với cái motor phanh tay điện tử này thì được thiết kế dưới gầm cho nên nó chịu nước nha. Cho nên quý cô chú anh chị đừng có lo về cái mặt chịu nước của cái motor này khi mà được lắp dưới gầm, khi mà mình đi ở những điều kiện đường xá nó có hơi nước. Tại vì nó là một phân khúc có thể đi địa hình được mà, cho nên là loại bùn được mà, cho nên là người ta thiết kế thì đã dự trù được khoảng đó rồi. Và tiếp theo về hệ thống phanh thì xe này được trang bị là hệ thống phanh trước phanh sau đều là phanh đĩa. Ha, phanh đĩa thì hiệu suất phanh nó sẽ tốt hơn phanh tăng chống hay còn gọi là quốc phanh. Còn về phần gầm thì Hyundai Santa Fe được trang bị là hệ thống khung gầm phía sau là liên kết đa điểm. Liên kết đa điểm là như thế nào? Liên kết đa điểm là nó có rất là nhiều thanh liên kết để bắt vào cụm mirror phía sau, để mà chiếc xe chúng ta khi mà đi qua những ổ gà hay là những đường gồ ghề không bằng phẳng nhấp nhô thì nó sẽ làm cho xe chúng ta rất là im hơn khi di chuyển rất là nhiều luôn. Và đặc biệt thì cái xe Hyundai Santa Fe được trang bị hệ thống dẫn động cầu sau là cầu mềm nha quý cô chú anh chị. Thì hiện tại trên thị trường thì nó có hai dạng, là một là cầu cứng, hai là cầu mềm. Thì tương ứng với cầu cứng và cầu mềm thì nó sẽ có những cái ưu và nhược điểm khác nhau. Thì một xíu nữa em sẽ chia sẻ với quý cô chú anh chị và các bạn về cái nhược điểm cũng như là ưu điểm của hệ thống treo cầu mềm trên xe Hyundai Santa Fe. Và với cầu mềm mà Hyundai Santa Fe đang sử dụng thì ở trên cái lắp dẫn động thì nó sẽ có hai cái đầu lắp, một cái gọi là đầu lắp trong bắt vào bộ vi sai và một cái là đầu lắp ngoài để bắt vào cái mirror hay còn gọi là cụm bạc đạn của chúng ta để mà bắt vào bánh xe đó để mà dẫn động. Thì ở trên hai cái đầu lắp này, nhiệm vụ của hai đầu lắp này là khi mà chúng ta đi qua những cái đường nhấp nhô á thì đầu lắp này nó sẽ di chuyển được, mặc dù nó đang xoay nhưng mà nó vẫn nhích lên nhích xuống được, thì nó sẽ làm cho chiếc xe chúng ta im hơn rất là nhiều là như vậy. So với cái cầu cứng thì em sẽ đi vào chi tiết để quý cô chú anh chị có thể dễ hình dung hơn về cái ưu và nhược điểm của hệ thống treo trên xe Santa Fe. Bởi thế cho nên mà khi mà quý cô chú anh chị nhìn vào cái khung gầm của xe thì quý cô chú anh chị thấy xe nào mà có thiết kế chằng chịt rất là nhiều thì nó chính là liên kết đa điểm. Tại vì nó liên kết với nhau với rất là nhiều thanh, cho nên mình nhìn từ bên ngoài mình nhìn vào thì mình sẽ thấy rất là chằng chịt luôn. Ở gầm sau của Hyundai Santa Fe thì chúng ta còn nhìn thấy đó chính là cái thanh cung cân bằng. Thì cả gầm trước và gầm sau đều được trang bị cái thanh cung cân bằng này. Thì nghe cái tên cung cân bằng thôi là quý cô chú anh chị đã biết là cái nhiệm vụ của thanh này để làm gì. Đó chính là để cân bằng giữa hai bánh xe sau. Cân bằng sau này được liên kết với phần chữ Y phía dưới bởi một cái routine. Thì routine này gọi là routine cung cân bằng. Thì routine này nó sẽ di chuyển được, vừa cân bằng mà vừa nhúc nhích được để mà giảm thiểu tiếng ồn khi mà xe qua ổ gà. Và một điều đặc biệt em thấy ở trên cái Santa Fe phiên bản 2021 này có một thay đổi, đó chính là cây phuộc này nó to hơn, chắc hơn so với cái phiên bản đời trước của Hyundai Santa Fe. Cái phần gầm bên phải này cũng vậy luôn, giống nhau, cơ bản là giống nhau, chỉ khác nhau một số phần, một số món trên phụ tùng cũng như là mã ký hiệu chiều của cái lắp đặt thôi. Bên giữa bên trái bên phải nó khác nhau một xíu vậy thôi, còn về thiết kế thì giống nhau hoàn toàn. Cái này là vi sai chuyển động phía sau, thì cái phần vi sai này thì được bắt vào cái dầm phía sau, và cái dầm phía sau này được bắt lên cái thân xe thì bởi những cái điểm cao su. Nói chung là những cái phần gầm thì đều được bắt bởi những điểm cao su để giảm thiểu tiếng ồn tốt nhất, làm cho chiếc xe khi mà di chuyển là im nhất có thể. Con xe hiện tại em đang chia sẻ với quý cô chú anh chị và các bạn đó chính là phiên bản máy dầu cao cấp. Trên phiên bản máy dầu cao cấp được trang bị hệ thống dẫn động H-Track, dẫn động 4 bánh toàn thời gian, cho nên ở trên cái V-side phía sau được trang bị một cái motor điện. Motor này được điều khiển hoàn toàn tự động bởi cái ECU của xe, tùy theo việc phân bố lực ở mỗi bánh xe cũng như là về chế độ lái của xe mà ECU nó sẽ tự động cân đối điều chỉnh sao cho thích hợp. Sau đây thì em xin được phép đi vào chi tiết về hệ thống khung gầm của ô tô, hay cụ thể hơn là hệ thống treo của ô tô. Thì như các bạn đã biết thì hệ thống treo của ô tô là một trong những yếu tố rất là quan trọng để mà quyết định cái độ im của xe chúng ta khi mà di chuyển. Thì hiện tại trên thị trường nó có hai kiểu khung gầm, hai kiểu hệ thống treo cơ bản, đó chính là hệ thống treo độc lập và hệ thống treo phụ thuộc. Thì tùy thuộc vào cái mục đích sử dụng của mình mà quý cô chú anh chị có thể lựa chọn cái xe có hệ thống treo phù hợp để mà mình mua để sử dụng. Ví dụ như các quý cô chú anh chị thiên về chở hàng hay là vừa đi gia đình vừa chở hàng thì quý cô chú anh chị có thể chọn về hệ thống treo phụ thuộc, hay là mình muốn cái độ êm ái khi mà di chuyển thì mình có thể chọn hệ thống treo độc lập. Thôi bây giờ không nói nhiều nữa thì em mời quý cô chú anh chị đi vào hệ thống treo độc lập trước. Đầu tiên là về ưu điểm của hệ thống treo độc lập. Thì đối với ưu điểm của hệ thống treo độc lập thì
cái việc cân bằng xe rất là tốt, và thứ hai nữa là về cái độ bám đường rất là cao. Do như trong video quý cô chú anh chị đã thấy, khi mà xe chúng ta di chuyển qua ổ gà hay là gồ ghề hay là những cái đường nhấp nhô, thì cái việc mà tác động lực lên một bánh xe, ví dụ như việc tác động lực lên bánh xe bên phải, thì nó sẽ không có ảnh hưởng nhiều đến cái bánh xe bên trái. Vì thế mà cái độ cân bằng của xe cũng như là cái độ bám đường của xe nó tốt hơn. Đó là ưu điểm của về cái hệ thống treo độc lập. Và cái đối với hệ thống treo độc lập này thì nó có một cái nhược điểm, đó chính là về nó có nhiều thanh liên kết với nhau, cho nên cái việc mà sản xuất ra hệ thống treo độc lập này á, thì chi phí nó cao hơn. Cho nên là khi mà quý cô chú anh chị thấy những cái xe mà được trang bị hệ thống treo độc lập á, thì cái giá thành nó cũng cao hơn so với hệ thống treo phụ thuộc. Và khi mà giá thành sản xuất cao thì dẫn đến cái chi phí mà chúng ta bảo trì bảo dưỡng nó cũng cao hơn. Đó là cái nhược điểm của nó. Còn về hệ thống treo phụ thuộc thì nó có cái cấu tạo đơn giản hơn rất nhiều, cho nên cái giá thành sản xuất nó cũng thấp hơn và chi phí bảo dưỡng nó cũng thấp hơn. Tuy nhiên về hệ thống treo phụ thuộc thì nó có cái nhược điểm, đó chính là cái việc cân bằng của xe nó không được tốt. Và việc cân bằng xe không tốt thì nó dẫn đến cái việc mà cái độ bám đường nó không tốt. Như trong video bên này chúng ta thấy, khi mà một bánh xe bị tác động lực thì nó sẽ ảnh hưởng đến bánh xe còn lại. Ví dụ như bánh bên phải bị nhấp nhô qua những cái chỗ gờ nhấp nhô thì cái độ nghiêng của bánh bên phải nó sẽ ảnh hưởng đến độ nghiêng của bánh bên trái, cho nên cái độ bám đường của cái bánh bên trái nó cũng sẽ ảnh hưởng theo. Cho nên nó vừa ảnh hưởng đến cái việc cân bằng của xe cũng như độ bám đường. Tuy nhiên nó có một cái ưu điểm, đó chính là nó chịu tải rất là tốt. Đó, và chi phí bảo dưỡng này kia được mọi thứ nó cũng rẻ hơn. Tùy theo mục đích sử dụng của mình mà quý cô chú anh chị có thể chọn lựa để về cái hệ thống treo phù hợp. Nói về hệ thống treo độc lập và phụ thuộc thì chi phí bảo dưỡng hay là bảo trì hay là sửa chữa nó có khác nhau. Tuy nhiên so với thị trường thì nó cũng không phải là quá cao đâu quý cô chú anh chị. Cho nên là qua cái đoạn clip này thì tùy theo mục đích sử dụng mà quý cô chú anh chị có thể tham khảo để mà đưa ra một lựa chọn đúng đắn hơn, khung gầm phù hợp với mục đích sử dụng của mình. Và tiếp theo thì em cũng xin mời quý cô chú anh chị theo dõi tiếp về hệ thống gầm trước của Hyundai Santa Fe này. Và với phần gầm trước của Hyundai Santa Fe phiên bản 2021 này thì nó cũng không có quá nhiều thay đổi đâu quý cô chú anh chị. Vì cơ bản là hệ thống gầm của Hyundai Santa Fe, kể cả phiên bản này và phiên bản trước, thì nó không có cái gì gọi là lỗi. Cho nên với bản nâng cấp này thì nhà sản xuất không cải tiến quá nhiều, chỉ thay đổi một số điểm nhỏ nhỏ ở trên phần khung gầm thôi. Cái phần thay đổi lớn nhất đó chính là động cơ và hộp số. Và với phần trước của Hyundai Santa Fe 2021 này thì được nâng cấp thêm, đó chính là gắn thêm một cái cục cao su vào trong ngay chỗ cây phục để mà hấp thụ rung động. Thì khi mà xe di chuyển ổ gà hay là mình di chuyển trên đường thì khi mà hệ thống giảm sóc hoạt động thì cục cao su này nó sẽ có tác dụng là hấp thụ cái rung động để mà làm cho xe di chuyển êm hơn. Và trước đây cái kiểu thiết kế này thì thường dễ dàng nhận thấy ở trên những cục cao su chân máy của động cơ để mà hấp thụ rung động của cái động cơ chúng ta. Ngày hôm nay thì em chỉ xin chia sẻ với quý cô chú anh chị về hệ thống treo của xe thôi. Thì hôm sau thì em sẽ làm về cái động cơ và hộp số để mình tham khảo. Rồi, thì bây giờ thì em xin phép tạm dừng video tại đây. Rất cảm ơn quý cô chú anh chị theo dõi video này. Chia sẻ nho nhỏ vừa rồi thì cũng là những kiến thức nho nhỏ em muốn gửi đến quý cô chú anh chị để quý cô chú anh chị có thể tham khảo trước khi mà quý cô chú anh chị chọn lựa và mua xe Hyundai. Còn nếu quý cô chú anh chị nào đang không sử dụng xe Hyundai thì coi như đây là những kiến thức nho nhỏ để mình trao dồi, để mình tìm hiểu thêm về những dòng xe hiện tại trên thị trường thôi. Còn bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ạ.